Điểm đến của chương trình ngày hôm nay là Viện Thuốc Nam thuộc xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, để tìm hiểu về những cây thuốc và bài thuốc giúp bồi bổ sức khỏe. Sinh ra trong một gia đình có cha làm thầy thuốc, lớn lên bên cạnh hương thơm của dược liệu, ngay từ nhỏ, tiến sĩ Ngô Đức Phương đã có tình yêu với các cây thuốc và ấp ủ ước mơ nghiên cứu nhiều hơn nữa về những bài thuốc y học cổ truyền. Không may mắn để đậu vào trường y, nhưng để tiếp tục ước mơ, anh Ngô Đức Phương đã chọn học theo ngành sinh học thực vật và tiếp tục học về y học cổ truyền. Đến nay đã hơn 20 năm, anh theo đuổi và gắn bó với những cây thuốc nam. Chào anh. Ôi chào em. Ôi lên lúc nào? Em vừa mới lên đến đây ạ. Anh đang làm gì đấy ạ? Anh đang đọc sách tìm hiểu mấy cái thuốc về chữa bệnh gan. Chữa bệnh gan đấy ạ. Gan là một bộ phận quan trọng của cơ thể đấy anh nhỉ? Nếu mà về mặt kích thước ấy, gan là cái tạng quan trọng nhất, lớn nhất ở trong cơ thể. Chức năng của gan thì em biết ấy, nó rất quan trọng. Thứ nhất là nó giúp cho cái việc đào thải các cái độc tố. Khi mà mọi người bị mệt mỏi, nó gần nó biểu hiện đầu tiên là gan. Nhìn cái mặt xanh, nó gọi là mặt xanh nhân vàng đúng không? Thế là do gan, chức năng gan nó bị yếu. Và trong các cái cây thuốc, rất nhiều các cái cây thuốc mà có tác dụng để chữa bệnh gan. Hôm nay là anh đang tìm hiểu về cây thuốc gì ạ? Thực ra anh đã tìm hiểu sâu về thêm về cái bài thuốc mà thầy giáo anh truyền lại cho. Nên là bao gồm nó khoảng độ 14-15 vị thôi. Anh ơi, cái bài thuốc này thì hỗ trợ cho gan như thế nào ạ? Khi trong cơ thể thì khi bị bệnh ấy, thường là do mất cân bằng âm dương. Ở đây khi mà anh xây dựng cái bài thuốc về gan thì chủ yếu là để mà giúp tăng cường cái chức năng gan, rồi đào thải độc trong cơ thể. Thường là những vị mà mang tính bình. Trong cái bài thuốc này thì vị thuốc nào là vị thuốc chính hả anh? Vị thuốc chính trong cái bài này thì bọn anh xây dựng quanh cái vị thuốc khúng khéng. Thì em cũng khá là tò mò, không biết là cái hình dạng của cây ra sao, thì anh em mình cùng đi ra vườn để xem cây nhanh nhá. Ok em, hiện tại đã có cây ngoài vườn, bây giờ anh chỉ cho em nhìn thấy luôn. Dạ. Đây vườn thuốc nam của mình đây anh. Đây, cả bên từ ngoài kia vào đây, tất cả đây. Rộng anh nhỉ? Ừ. Anh theo cái nghề thuốc nam này lâu chưa ạ? Anh theo cái nghề này thực ra thì nó cũng liên quan đến cái gia đình nhà anh. Dạ. Bởi vì bố anh là bác sĩ, xong rồi bố anh có học thêm về cái mảng y học cổ truyền. Thế thì cái mùi thuốc nó cứ thấm từ lâu từ xưa. Thế anh mong muốn có một cái vườn thuốc mà có rất nhiều loài. Chính vì vậy mà khi anh đi đến những cái vùng đâu, ấy, chỗ nào anh cũng đều là muốn thu thập các cái cây thuốc. Thậm chí anh đi đâu anh cũng thu cả hạt, thu cả cái cành. Anh ơi, ở trong cái vườn thuốc này của mình thì có khoảng bao nhiêu cây thuốc hả anh? Trong vườn của anh thì hiện tại có khoảng độ 500 loài. Anh ơi, thế trong cái bài thuốc mà nâng cao chức năng gan của mình ấy, thì các cái vị thuốc đấy thì anh có phải đi lấy từ nhiều nơi không ạ? Thực ra trong khoảng độ 14-15 vị của bài thuốc gọi là hỗ trợ thải độc gan, rồi tăng cường chức năng gan. Nếu mà cái vị khó nhất là cây khúng khéng. Thế anh em mình cùng đi ra vườn xem cây khúng khéng anh nhé. Ok em. Đây, mình giới thiệu em cái cây khúng khéng đây này. Đâu ạ? Đây, nó là cây này đây. Đây là cây nó nhỏ thôi, chứ còn bình thường có thậm chí có cả bằng nhô. Thế nhưng mà trồng chắc là phải lâu lắm thì cái gốc của nó, cái thân nó mới to như thế ạ. Đúng rồi, cây này là cây gỗ bình thường, cái gỗ lớn ở trong rừng. Và những cây phải nhiều năm thì mới ra quả được. Anh nghe cái cây khúng khéng này thì có phải là cây ở dân tộc không ạ? Em nghe cái tên nó hơi lạ. Thực ra cái tên khúng khéng ấy, là cái tên của người Tài. Ngoài ra cây này cũng có tên gọi khác, là gọi là cây ngò ngạnh. Cái tên ngò ngạnh thì anh đoán là có thể do cái quả của nó dính chắc, hình như hình chữ chi ấy, nó cứ dính chắc vòng vòng này, người ta gọi là cây ngò ngạnh. Cái mùa quả của cây là mùa nào ạ? Cái mùa quả thì thường là nó rơi vào khoảng độ tháng 10, tháng 11 dương lịch. Tức là cái tầm này thì có thể là đang có quả non. Cái công dụng của cái cây khúng khéng này với lại cái bài thuốc của mình như thế nào anh? Thực ra là cái khúng khéng ấy là một cây thuốc mà rất là quý. Họ dùng với cái tác dụng, với công dụng chính là để mà hỗ trợ chức năng gan, giải độc gan. Và đặc biệt là giải rượu. Khi mà người ta uống rượu nhiều ấy, thì chỉ cần em uống cái khúng khéng này trong vòng 30 phút thì nó giải rượu được rất là nhiều. Thế còn theo cái kinh nghiệm mà ở cái vùng các vùng dân tộc mà có cái khúng khéng mọc ấy, như là anh nói là cái vùng Hà Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn ấy, thì bản thân người ta cũng biết dùng cái này để người ta uống cho những trường hợp mà khi mà uống rượu nhiều ấy, họ cũng cần để mà giải độc rượu, giải độc gan. Thế cái cây này mà dùng để làm thuốc thì mình dùng cái bộ phận nào ạ? Họ dùng gần như toàn bộ cả cái cây khúng khéng này để làm thuốc. Tuy nhiên là cái quả của nó thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà đặc biệt là có một cái cây mà cây khô đay trong vườn, em nhìn thấy cây khô đay trong kia kìa. Dạ. Thế mà angustifolia là nó rất giống, em nhìn thấy lá không? Rất giống. Thế nên là khi máy trồng còn lại 4 cây ấy là bị chặt, là bởi vì cái người làm vườn họ tưởng là cái kia, họ chặt mất. Còn đúng là sót cái này. Anh hay thế mình có lấy cái cây này vào để làm thuốc không ạ? Có, bây giờ mình sẽ lấy luôn. Dạ. Biết. Đây. Đấy, đây này. Lá non là khi mà mình nấu ấy, thì nó có thể vị nó vẫn hơi đắng. Vâng. Nhưng mà sau đó ngọt ngọt và người ta mô tả nó như là cái vị của cái mật ong ấy. Anh ơi, sao em thấy cái lá của nó vàng vàng này ạ? Lá vàng vàng này bởi vì nó đang mùa hè, nó hơi bị nóng. Thế mình có cần phải hái nhiều cái lá này không ạ? Trong cái bài của mình ấy, thì mình chỉ hái mỗi một thứ đủ một nắm thôi. Thế thì anh em mình tiếp tục đi tìm hiểu về cây tiếp theo nhá. Mình đi ạ. Anh đưa em cầm cho ạ. Đây, giới thiệu em, đây là cái cây bồ công anh. Cây bồ công anh ạ? Đây là cái cây thứ hai mà trong cái vị thuốc có nói đến. Dạ. Đây là hoa của nó đúng không anh? Không, đây là quả. Quả? Quả. Đây là em nhìn thấy đen đen là hạt đây này, đen đen là hạt đây này, đen đen là hạt này. Còn cái lông này nó bay để nó phát tán. Bồ công anh thì thường có hai loài, là bồ công anh, đây là bồ công anh cao, bồ công anh đứng. Thế còn một loài nữa là bồ công anh Trung Quốc, là bồ công anh lùn. Cây đó thì nó thấp, nó hay mọc ở sát mặt đất. Anh ơi, thấy cái công dụng của hai cái loại bồ công anh này thì có giống nhau không ạ? Đối với hai bồ công anh này thì nó được dùng như nhau. Nhưng mà bồ công anh lùn ấy, thì cái sản lượng nó hơi ít, nó mọc ít. Muốn có thì ở lên cái vùng núi cao. Mùa này là cái mùa mà bồ công anh có quả, có hoa như kia đúng không ạ? Đúng rồi, cái mùa này cái quả nó đang dài, em nhìn thấy đấy. Anh ơi, thu hái cái bồ công anh này vào cái thời điểm nào thì là thích hợp nhất ạ? Đối với lại bồ công anh, như là những cái cây khác mà thu cái bộ phận trên mặt đất ấy, thì em thu ở cái thời kỳ mà cái cây nó đang ra nụ. Em thu cả cây là tốt nhất, bởi vì lúc đó là toàn bộ cái hoạt chất là nó dồn lên cái phía trên. Anh ơi, cái tác dụng của cái cây bồ công anh này đối với lại cái bài thuốc nâng cao chức năng gan của mình thì là như thế nào ạ? Anh có thể giới thiệu cho em không? Cái bồ công anh thì có vị đắng, tính hơi mát, có tác dụng là thanh nhiệt tiêu độc trong cái bài thuốc giải độc gan của bọn anh. Trong đó bồ công anh là một trong những cái vị chính. Bị quân chính. Những trường hợp mà bị mề đay mẩn ngứa, mụn nhọt, nóng từ trong ấy, do gan bị nóng, là gan chức năng gan bị kém, làm cho nó phát ra ngoài. Dạ. Hoặc là những trường hợp mà bị viêm gan thì cũng liên quan đến tác dụng chống viêm mà, thì cũng dùng cái bồ công anh này. Anh ơi, thế bây giờ mình có lấy cây này luôn không ạ? Ủa, em nhìn thấy cây này nó già rồi đấy. Dạ. Bây giờ cái quả nó ra, hạt thậm chí hạt nó bay, nó phát tán rồi. Cái lá nó cũng già rồi, giờ hoạt chất nó ít rồi. Dạ. Như tí nữa gặp cái cây khác, cây non hơn thì chúng ta sẽ lấy. Dạ. Bây giờ anh sẽ đưa em đi giới thiệu cái cây khác. Vâng, anh em mình đi nhá. Đây này, đây là cây thứ ba hôm qua anh nói cho em đây này. Đâu rồi anh? Xem đoán là cây gì đấy này. Đây ạ? Đoán xem nó là cây gì? Đây là cây số hổ mà. Đấy. Anh ơi, thực ra là cái cây xấu hổ này đã rất là quen thuộc rồi, nhưng mà em không nghĩ là nó có thể làm thuốc đấy anh ạ. Cây này là một trong những cây thuốc mà được sử dụng tương đối nhiều. Biết gì về cây này không? Sao gọi là xấu hổ không? Em động vào là nó sẽ cụp lại đúng không ạ? Đây. Đúng rồi. Cái xấu hổ là bởi vì khi mình chạm vào thì nó có ở gốc nó có một cái túi nước, cái cơ chế của nó là nó co lại, nó rút nước đi thì nó xẹp lại. Liên quan cái tên của nó thì nó có một cái câu chuyện về cái sự tích của cái tên là xấu hổ. Ở một làng nọ, có một người phụ nữ tính tình hiền lành và vô cùng chăm chỉ. Sống một thân một mình, bà buồn lắm, nên luôn ước ao có một người con để sớm tối bên cạnh. Một hôm, do làm việc quá vất vả, đói và khát đã khiến bà lả đi. Khi tỉnh dậy, bà thấy trước mặt có một loại cây, lá dày chi chít và xanh mọng, bèn hái ăn. Sau khi ăn, dường như bà không đói và khát nữa, đầu óc dường như tỉnh táo hơn. Sau khi về nhà, bà thấy người mình khang khác, bụng bà cứ ngày một to dần. Đúng 12 mùa trăng, bà đẻ ra một đứa bé gái. Lũ làng nhìn bà bằng con mắt khinh bỉ. Có người độc lưỡi độc miệng nói rằng bà đẻ ra ma núi. Nhưng bà vẫn rất hạnh phúc vì ước nguyện có đứa con đã thành hiện thực. Đứa con gái càng lớn càng xinh đẹp, ngày ngày luôn cùng mẹ vào rừng hái hoa, rong chơi, lười biếng không chịu làm việc giúp mẹ. Bà mẹ ngày càng già yếu, nhưng vì thương con, bà phải cố sức làm lụng vất vả để có cái ăn, cái mặc cho con. Rồi một hôm, bà mẹ nhiễm bệnh và qua đời. Lũ làng xúm xít lại và không tiếc lời của trách đứa con tệ bạc. Chỉ còn lại một mình đứa con gái. Do thói quen lười biếng nên cũng không thể tự chăm sóc mình. Hàng ngày chỉ biết lên rừng tha thẩn, bụng đói nhưng không tìm được đồ để ăn. Đến bây giờ đứa con mới biết ăn năn hối lỗi, nên ngày đêm ở bên mồ mẹ, thương cho sự vất vả của mẹ và cảm thấy xấu hổ với mẹ và dân làng. Vài hôm sau, bên nấm mồ, không ai gặp lại cô bé đó nữa, chỉ thấy tại chỗ cô bé nằm, có một loại cây mọc lên, nép mình vào nấm mộ, cánh lá nhỏ li ti, khép mình như đang xấu hổ né tránh mọi người. Từ đó dân làng gọi đó là cây xấu hổ. Em nhìn nó có thể là cái này, đây là cái cây cũng là cái cùng chi với cái xấu hổ đấy. Ở ngoài người hay gọi là cái xấu hổ trắng, còn cái này là cái xấu hổ tía. Cái xấu hổ này là thứ nhất là thân màu tím đúng không? Vâng. Còn cái này là thân màu xanh hoàn toàn. Thứ hai cái gai của nó ở những cái chỗ cái cuống lá này này, nó rất là to cứng. Còn cái này nó mọc phân bố đều và gai nó nhỏ. Vâng. Đấy, cái thân thì xanh. Cái này thì là được sử dụng làm thuốc, còn cây này thì người ta hiện nay người ta không sử dụng làm thuốc gì cả. Anh ơi, cái công dụng của cây xấu hổ này là gì ạ? Về cái công dụng mà phổ biến nhất là dùng để chữa đau nhức xương khớp, rồi chữa ho viêm họng, đặc biệt là trong cái bài thuốc chữa các bệnh về gan, rồi để hỗ trợ chức năng gan, giải độc gan, bởi vì cái tác dụng là chống viêm, rồi an thần. Em nhớ không nhầm thì là cái cây xấu hổ này còn có hoa đúng không anh? Đúng rồi. Thế mình dùng thuốc thì mình sẽ sử dụng phần thân, phần lá hay là phần hoa của cây ạ? Trong cái bài thuốc mà để chữa viêm gan thì thường là sử dụng cả cái phần trên mặt đất, tất nhiên kể cả hoa, tức là đều khi mà Cái nó lên cao cao, người ta, mình gặp mình có thể là lấy cả cây nhổ cả tật cả cây về. Thế thì anh em mình nhổ một ít cái cây này vào để làm cái bài thuốc chữa gan nhanh nhá. Ok em, được, thế mình nhổ luôn. Đây, cái bồ công anh thì có thể lấy được em này. Đâu ạ? Đây này. Đây, khi mà cây nó lên nụ thế này là hái là tốt nhất. À. Ừ. Bây giờ mình hái luôn nhá. Đây đố em phải là cây gì? Em nhìn cái gai thì hình như là cây bồ kết đúng không ạ? Chính xác. Ngày xưa ở nhà bà ngoại em rất là hay gội đầu bằng cái quả bồ kết này ạ. Quả bồ kết gội đầu là có tác dụng là để cho làm cho suôn mượt tóc, hạn chế tóc rụng và làm cho tóc mọc thêm. Thế với cái gai này có dùng làm thuốc gì không? Cái gai làm thuốc ạ? Em chưa nghe bao giờ ạ. À, thế chắc là may là chỉ biết để chòi ốc thôi đúng không? Vâng. Thực ra cái gai này được dùng làm thuốc rất là tốt. Tên vị thuốc nó gọi là tạo giác thích. Tạo giác thích ạ. Và từ trước đến giờ thì anh cũng chỉ thấy cái bồ kết là gần như là cái cây duy nhất mà chỉ dùng gai để làm thuốc. Gai bồ kết còn có tên gọi thông dụng khác trong Đông y là tạo giác thích. Đây là loại thuốc có vị cay và tính ôn quy kinh vào can và vị, có công dụng trừ đàm, hoạt huyết, tiêu thủng, thác độc. Anh ơi, thế trong cái bài thuốc mà nâng cao chức năng gan của mình thì cái gai bồ kết này có tác dụng gì ạ? Thì cái gai bồ kết thực ra bọn anh dùng cái lượng nó cũng ít thôi. Với tác dụng để mà nó cũng tiêu độc, đặc biệt là nó tác dụng tiêu viêm. Nhưng em nhìn thấy đây này, trên này là nó có cả những cái gai mà nó còn màu xanh, nó còn non, mà có những cái gai đây này, nó màu tím đây này, những cái gai màu nâu này này, thì nó là gai nó già. Thế khi mình làm thuốc ấy, thì mình là chỉ lấy những cái gai nó già này thôi để làm thuốc. Em thử bẻ một cái gai được không ạ? Được, nhưng mà phải rất cẩn thận, gai nó rất là đau. Cái màu tím này là đã già rồi đúng không anh? Đúng rồi. Ui, đấy, rất là khó bẻ. Khó. Ui. Em vừa mới bị cái gai đâm vào tay anh ạ. Rất gai là khó bẻ. Chính xác, gai này nó rất là sắc, nó dễ đâm vào tay và nó lại là ở chung quanh. Nhưng khi mình chọn cái góc mà không hợp lý là nó dễ bị đâm ngay. Em phải cho em lắc lắc này này. Đây rồi, đúng không? À, thì ra là mình cần phải lắc sang hai bên. Đây em có thể lấy cái này này dễ hơn này. Nhưng mà cẩn thận gai của những cái cành bên cạnh. Đấy, nghiêng ra đúng không? Rồi ạ. Đấy. Rồi thế thì này, mình lấy một ít để về làm thuốc nhỉ anh nhỉ? Ừ, đây mình lấy luôn nhá. Đây này, đây cũng là một trong những cây thuốc mà trong cái bài thuốc của mình đây này. Cây này hả anh? Ừ. À, cây này có tên là gì ạ? Đây là cây lá đắng. Nghe tên đã thấy đắng rồi anh ạ. Đúng rồi, cây này có vị nó đắng lắm. Cây lá đắng hay còn gọi là cây mật gấu là loài cây thân thảo, mọc thành bụi. Trong Đông y, loại dược liệu này có tính hàn, vị hơi đắng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, dùng để chữa các bệnh như xương khớp, đái tháo đường, tiêu chảy, huyết áp cao, vàng da và đặc biệt là viêm gan. Thì trong cái bài thuốc của anh ấy, thì lá đắng là một trong những vị tương đối quan trọng, bởi vì có tác dụng của nó là cái tác dụng là bảo vệ gan, rồi giải độc gan, hỗ trợ chức năng gan, rồi giải rượu, đặc biệt là giải rượu uống rất là tốt. Thế là mình dùng lá hay là dùng thân để làm thuốc hả anh? Cái này chủ yếu là dùng lá em ạ. Thế thì mình hái một chút nha anh nhỉ? Ừ. Thử đi, rất là dễ. Em phải bẻ ngang. Mà chúng ta mới lấy chỉ còn 4-5 vị thôi. Dạ. Và trong sân anh đã chuẩn bị một số vị khác rồi. Dạ vâng. Thì chúng ta đi. Lúc nãy ra ngoài anh đã tiện thể này nhặt được cái cây trong bài thuốc. Cây gì đây anh? Cây sải đất. Cây sải đất ạ? Ừ. À dạ. Thế là bây giờ là mình phải băm chặt trước hay là sẽ rửa trước hả anh? Đối với cái tươi thì mình băm chặt trước, xong rồi mình rửa xong thì mình cho vào nấu luôn, thì là nó tiện hơn. Bởi vì có những cây nó ví dụ có gai như là cái cây sâu hổ ấy chẳng hạn, dạ, thì khi mình để dài thì mình rửa nó sẽ rất là khó, nó không thể sạch được. Nên khi tí nữa mình rửa xong thì mình để rửa xong mình cho vào ráo nước, xong rồi mình để ra mình cho vào nấu là được. Sắc tươi luôn. Bài thuốc là sự kết hợp của nhiều vị thuốc dân gian dựa trên nguyên tắc âm dương ngũ hành để đi sâu vào trong cơ thể, nhằm tác động vào tâm gốc của bệnh. Âm dương ngũ hành trong Đông y bao gồm tứ khí và ngũ vị, trong đó tứ khí là dược tính, ngũ vị bao gồm chua, đắng, ngọt, cay, mặn. Các tính vị khác nhau này sẽ tác động đến từng phủ tạng và đi vào mỗi kinh lạc khác nhau. Trong bài thuốc nâng cao chức năng gan, thường được quan niệm là gan nóng, có tính dương, nên hầu hết các vị thuốc trong bài đều mang tính mát và bình, bao gồm sâm đại hành, khúng khéng, bồ công anh, đơn đỏ, cây kim ngân, cây xấu hổ. Bài thuốc có thể được sắc tươi và uống hàng ngày thay trà. Khí vị và tinh hoa của những dược liệu này sẽ được quy vào can, giúp giải độc và nâng cao chức năng gan. Anh ơi, thuốc này thì mình đun trong bao nhiêu lâu ạ? Cái này mình đun khoảng 30 phút đến 1 tiếng. 30 phút đến 1 tiếng là có thể uống được ạ? Cái thuốc này thì ai cũng uống được hay là có ai cần phải hạn chế không ạ? Đối với cái bài giải độc gan này thì ai cũng uống được. Kể cả bọn anh, nhiều trường hợp mà trẻ con nó bị mề đay mẩn ngứa, nó nổi các cái rôm sảy ấy, do nóng trong ấy, là cũng phải uống bình thường. Chỉ có trẻ em thì mình cho uống cái lượng thuốc nó thấp hơn, nó ít hơn. Thế còn người lớn thì không có kiêng cự trường hợp nào. Chỉ có khi mà mình uống ấy, thì mình nên lưu ý là không nên dùng cái đỗ xanh. Đỗ xanh ạ? Người ta hay kiêng đỗ xanh là bởi uống nó tác dụng, nó đào thải thuốc. Thì uống là vô tình nó mất tác dụng. Anh ơi, thuốc sôi từ nãy giờ không biết là được chưa nhỉ anh nhỉ? Anh thấy cũng được hơn 40 phút rồi đấy. Thế chắc là cũng được rồi anh nhỉ? Rồi, anh cho uống thử nhá. Dạ. Đấy, anh chuẩn bị sẵn 2 bát đây. Anh cẩn thận không nóng ấy. Ôi, thôi. Nước thuốc rất là trong. Em ngửi thơm không? Mùi lá thuốc tươi rất là thơm anh ạ. Bình thường khi mà nấu thuốc khô là cái màu nước nó sẽ bị đục hơn đúng không anh? Đúng rồi. Cái tươi thì khi em nhìn thấy cái màu nó vẫn còn diệp lục mà. Dạ. Màu nó sẽ khác. Cái mùi nó cũng sẽ nó thơm theo kiểu khác. Đấy, rất là thơm. Thuốc có vị đắng nhẹ anh ạ. Đúng rồi, bởi vì có một số vị đắng mà. Nhưng mà không khó uống đâu ạ. Đặc biệt là em chờ một lúc là sau nó ngọt, cảm thấy nó sẽ ngọt trong miệng. Vâng, ngọt ở cuống họng. Dạ. Và tiền khổ hậu cam cam đấy. Một cái bài thuốc tốt như thế này mà em cũng sẽ hy vọng là sẽ có nhiều người biết đến và sử dụng nó. Thực ra thì đối với bản thân anh cũng thế thôi. Anh cũng thấy là đối với văn hóa của người Việt Nam mình là uống rượu thì rất là nhiều. Uống xong là người bị mệt mỏi, bị say rồi, ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Mà đây nữa thì lại là cái sản phẩm thuốc nam. Thì cũng hy vọng là mọi người biết đến cái sản phẩm này để mà sử dụng những cái sản phẩm thuốc nam ngày càng được nhiều hơn.